thuần nông họ Nguyễn. Bên bờ sông Đà hung dữ chảy qua, trước mặt là núi Tản Viên, sừng sững, chứa bao linh huyệt trời Nam. Người chồng tên tục là Nguyễn Cao Hành, tuổi đã thất thuần. Người vợ chạc ngũ, ngũ tuần có lẽ, mà chẳng có một đấng người con nối dõi tông đường. Mặc dù là gia đình thuần nông nghiệp mới đủ ăn đủ mặc, nhưng luôn làm phúc cứu đời ông bà bàn với vợ chồng người em trai vì hoàn cảnh cũng tương tự phải cùng nhau đi cầu tự tới mọi nơi mọi lúc bất kỳ chỗ nào kể cả rừng thiêng nước độc họ chẳng quản lòng thật may một lần vừa đi lấy củi có dịp làm phúc xa nhà họ đã vượt sông đà sang núi ngọc tản để cầu tự tri ân họ được một cụ già sau khi biết chuyện Cụ đã chỉ cho hai anh em biết khu đất có long mạch chứa linh ấn của trời Nếu các nhà ngươi vẫn giữ phép theo đạo trời kiểu nhân độ thế Không quán nhọc nhằn thì hãy vững tâm chọn ngày lành, giờ lành Thu thập hai cốt, bố mẹ đến đặt nơi đó ắt sau sẽ sinh thánh sinh thần Đó chính là gò thụ tinh trước mặt có minh đường trường xa trung độ thực hiện lời di huấn của tiên ông. Quả nhiên, ba năm, ba tháng, mười ngày, hai chị em dâu đều bụng mang dạ chữa, chuyện lại kể rằng. Vào một ngày đẹp trời, giữa đám mây ngũ sắc, xuất hiện trong mây một đấng rồng vàng, xuống giếng thiên thanh, hút nước, nhưng không quên phun châu nhã ngọc, phủ kín khí thiêng tại vùng linh địa, động lăng xương. Hồi lâu dòng vàng bay đi Đúng lúc bà Đinh Thị Điên Đến múc nước tắm Chợt dùng mình Trong người tỏa hương thơm ngào ngạt Bà đã mang thai Lạ thay sau 14 tháng Đúng ngày rằm tháng riêng năm Đinh Thị Trong việc hạ sinh Vô tình trên phiến đá Đang lúc ngồi chơi Bà chuyển dạ Trong cơn vượt cạn vật vã Bà quỳ trên tảng đá Một tay trống một tay đỡ Đến đúng giờ thìn Mây ngũ sắc lại phủ quanh bà Sự vượt cạn Với nỗi đau hiếm có Của giới nhân gian Sức mạnh lúc vượt cạn Đã làm lõm cả phiến đá mới sinh Được một bé trai khôi ngô tuấn tú Dung mạo thần tiên Được tắm cho con bằng nước giếng thiên thanh Trên tậu trên chậu đá Do tiên thiên sắp đặt Một hải nhi tuấn kiệt ra đời Sau một trăm ngày ông bà đặt tên cho con là Nguyễn Tuấn. Cũng thời khắc ấy, vợ chồng người em sinh ra một bọc được hai đấng hài nhi cũng khôi ngô tuấn tú khác thường. Người anh đặt tên cho con là Tuấn Công, tức tản viên Sơn Thánh sau này. Người em đặt tên cho con cả là Sùng Công.